Hướng dẫn cài đặt tiện ích Wacklist. Từ trình duyệt Chrome, các bạn mở một tab mới, tích chuột phải, dán cái đường link Thanh gửi cho các bạn, sau đó bấm nút Enter. Một cái file nó sẽ tải về, bạn tích vào chuột trái, bạn chọn hiển thị trong thư mục. Khi này bạn sẽ có một cái thư mục với dạng nén. Các bạn sẽ giải nén cái này ra bằng cách tích chuột phải, chọn giải nén tất cả, tiếng Anh là Extract All hoặc là Extract File cũng được. Các bạn bấm vào, rồi bấm nút giải nén. Chúng ta sẽ được một cái file, như một cái folder như thế này. Trong này nó có rất là nhiều những cái file. Như vậy là xong, chúng ta sẽ tiến hành là đóng cái phần này lại. Rồi, chúng ta sẽ qua bước 2. Bước 2 là cài đặt tiện ích này vào trình duyệt Chrome. Bên góc phải ở trên, ngay nút 3 chấm, bạn bấm vào. Bạn kéo xuống cho Thanh mục công cụ khác, chọn cho Thanh mục tiện ích mở rộng, tiếng Anh là Other Tools và Extension. Rồi, tích chuột trái vào. Khi này bạn cần kiểm tra bên phải của bạn xem cái nút màu xanh này nó bật chưa. Nếu nó chưa bật như thế này thì bạn phải bật cho nó màu xanh lên. Còn nếu nó đã bật rồi thì thôi nha. Rồi, sau đó bạn qua bên góc bên trái nè. Bạn chọn tải tiện ích đã giải nén, tiếng Anh là Upload Bucket File gì đấy, Thanh không nhớ nữa. Rồi, bạn bấm nút tải lên. Rồi, mình truy cập lại đúng cái folder của mình chứa cái file mình vừa mới giải nén lúc nãy á. Nó có thể ở cái mục Download. Rồi, bạn click vào. Click vào đúng cái folder mình đã giải nén nha. Click vào, nhưng mà không có mở ra ha. Chỉ click vào một cái thôi. Sau đó là bấm nút chọn cập, tiếng Anh là Select Folder. Rồi, như vậy cái tiện ích nó sẽ tự động mở lên, và nó sẽ tự động nút xanh này cho bạn luôn. Rồi, mình làm một cái bước cuối cùng. Bên góc phải ở trên, ngay phía bên trái cái dấu 3 chấm lúc nãy đó, bạn kéo qua tới cái mục màu trắng trắng này nè, click vào. Rồi, bạn chọn cho Thanh ghim cái nút này lên ha. Đó, khi này là bạn sẽ có cái cục màu xanh nó xuất hiện. Đây chính là bước 2. Bây giờ chúng ta sẽ tới bước 3, là chúng ta sẽ đăng nhập vào tiện ích này bằng cách là bạn click vào cái biểu tượng này, cái biểu tượng cuộc gọi màu tím này, chọn đăng nhập với Google. Như Thanh ở đây là Thanh đã đăng nhập rồi nên nó hiện ra thẳng cái giao diện này luôn. Còn với bạn, nếu như lần đầu bạn đăng nhập vào, nó sẽ yêu cầu bạn bấm vô cái chỗ là nhập cái email và mật khẩu email, thì bạn cứ nhập vào nhé. Nhập vào thì nó sẽ trở ra cái giao diện như thế này. Bước số 4, chúng ta sẽ kiểm tra coi tiện ích này đã hoạt động chưa. Bạn trở về cho Thanh Facebook, bạn bấm nút tải lại, hoặc là F5 cũng được. Bạn lướt xuống một bài viết bất kỳ, bấm vào chỗ bình luận, rồi xem thêm bình luận, thì bạn sẽ thấy cái nút màu tím bây giờ nó đã hiện ra rồi. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi ha. Bạn có thể hoàn toàn bấm nút tìm số. Lần đầu tiên thì bạn bấm nút tôi đồng ý, những lần sau thì không cần ha. Rồi, đó, như thế này là ra rồi. Đó, thì bây giờ bên góc phải bạn bấm nút copy, và bạn hoàn toàn có thể dùng cái số điện thoại này cho mục đích của bạn. Xin cảm ơn.